hai thanh niên, anh Nguyễn Văn Tịnh, 23 tuổi, và anh Nguyễn Văn Thịnh, 18 tuổi. Cả hai anh là con trai ông Nguyễn Văn Tư, một cựu chiến binh ở tỉnh Nam Định, từng tham gia cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam trong những năm 70 của thế kỷ trước. Vì những tiếng kêu không ý thức này, và cả vì những lần gào thét không thể ngăn cản của hai người con, mà ông Nguyễn Văn Tư đã quyết định rời ngôi nhà trong làng, ra ngoài bờ đê để ở từ 15 năm nay. Nói chung thì gia đình tôi thì mặc dù trong đó là bà con khu xóm trong đó là thông cảm, cảm thông với lại cái điều kiện của gia đình mình là các cháu nó bị nhiễm chất độc, cho nên là nó quậy, na hét này khác. Nhưng mà mình thì sắp thấy là trong đó là thì lương tâm của mình thấy là coi là cũng không thể được. Vì tất cả bà con là coi là đều đi lao động vất vả, vì là thời gian nghỉ ngơi mà coi là lại vậy ảnh hưởng lớn thì không được. Nên chúng tôi sẽ quyết định trong đó như vậy là chuyển các cháu ra ngoài, không ở trong làng nữa, mà ra ngoài đi mà trong đó, bãi biển đây để sống và chăm nom cho các cháu. Hai nữa là trong đó là coi là cái trông nom nữa là coi là đồng này để coi là tạo được cuộc sống cho gia đình, chứ còn cũng không có hy vọng một cái gì khác nữa. Người con cả của vợ chồng ông Tư tuy bệnh nhẹ nhất nhưng cũng thường xuyên hứng chịu những cơn đau đầu đến bất tỉnh. Người con thứ hai do không kiểm soát được hành động của mình đã ngã xuống ao và qua đời khi mới 7 tuổi. Còn hai người con út ở trong căn phòng chật hẹp này không lúc nào là không cần đến người chăm nom. Ôi cái nhà nó ngã liên tục ấy. Đêm đang ngủ là hừ giật mình lại ngã. Còn như ban ngày như vậy này. Đấy, cứ phải là một tí nữa là các em nó thật mặt xuống này. Ngã liên tục ấy, chẳng lúc nào coi như là được không. Vì là cái cháu nó bị não này này, đầu này. Đầu này, con mũi này, cằm này. Cái đang có coi như sẹo mà coi như bị khâu ấy. Khâu nhiều chứ. Khâu nhiều ấy, đầu nó có này. Bao nhiêu là nó vì các cháu nó không biết một cái gì hết, thì các cháu nó bị não mà. Rồi là các cháu sinh hoạt ra, rồi là tự ra quần ra áo để người lớn thì phải xu dọn giặt giũa chứ. Thế các cháu phải hai người phục vụ, một người phục vụ không phục vụ nổi hết. Mà cho ăn cho uống hàng ngày, rồi là chăm sóc ốm đau bệnh tật, ốm đau liên tục. Vợ chồng ông Tư đã cất công chạy chữa cho các con nhiều năm liền. Nhưng tiền bạc của cải công sức không chỉ của cả hai vợ chồng ông mà còn của cả họ hàng bên nội bên ngoài cũng không mang lại được sức khỏe và khả năng nhận thức bình thường cho những người con của ông. Những chuyến đi đó chỉ giúp ông Tư thu được một thông tin, đó là chính những chất độc trong người ông là nguyên nhân khiến cho cả bốn người con của mình đều mất hết khả năng nhận thức bình thường. Và những chất độc này cũng là nguyên nhân của những đợt ốm đau và những căn bệnh bất thường mà ông thường xuyên phải gánh chịu trong hơn 30 năm qua. Đơn vị là năm 72, là đi vào trong chiến trường, đường đi qua đường 9 năm nào. Và Trường Sơn thì nói chung là bị sắt thấy là cây cối thấy là trơ trụi, chết, đang cây thì chết, cây thì coi là trơ trụi. Cái lá cây rồi là các chất nó coi thải xuống thì thấy là cái nước này, chất nước là các cái bờ sông bờ suối là đục đúng như kiểu là gọi là nước mủ, nước gạo. Thì chúng tôi trong đó là buộc là coi trong đó không có nước uống, thì cũng là coi là xử lý qua coi là nước phèn xong bắt đầu nó uống thôi. Nhưng không phát hiện được là nó là như vậy, là cái chất độc nó là như thế nào. Thì trong quá trình như thế thì đến bây giờ nghĩ lại thì thấy là nó khi cây cối còn đều bị chết, tất cả các con vật nó chết xuống đều bị nhiễm chất độc, thì cho nên là mình cũng sẽ bị nhiễm như này, nó vì vậy. Cái đấy thì có cái biểu hiện như thế nào? Cái biểu hiện là của nó thì khi nó lên cơn sốt xong thì bắt đầu là như vậy, là coi là khi mà mình cắt sốt thì thấy là coi là cái trong đường máu của mình ấy, là nó ngứa toàn thân. Nó đằn lên coi này như kiểu nó coi là gai ốc, nghĩa là trong nó đổ nổi gai trên da, có màu sắc gì không? Màu sắc màu đỏ, coi là màu nó đỏ, coi nó đằn hết lên nó. Nói chung trong bình thường như hàng ngày đấy, là nói đúng ra là tôi nói cái điều là nó khó chịu nhất là nó bị cái phế quản não,
coi là nó không khỏi, nó cứ gây nên là như vậy, là mê man. Có nghĩa là nó có khó chịu một, có là ngày nào cũng phải uống thuốc. Chỉ một tháng thì chỉ có mấy ngày là không phải dùng thuốc, còn vẫn phải dùng thuốc để như vậy cho nó giảm. Trong người đau đớn thì nó sưng viêm họng như là trong và phổi. Bây giờ nó kéo lên, nó khó thở. Thì đa số về ban đêm trông thì ai cũng bình thường thôi, nhưng mà nếu như mà coi là tắm thì không bao giờ tắm được nước lạnh. Vì sao vậy? Vì nó lý do là bởi vì khi mà dội một gáo nước lạnh lên cái là tự nhiên nảy gai ốc hết toàn bộ và người sẽ trở lại đúng như sốt rét. Và phải như vậy là coi là phải uốn chăn và đắp chăn luôn, chứ không nhanh chóng chứ không thì không, nghĩa là hầu như không trụ nổi, chỉ trong mấy giây thôi chứ không có đâu đâu, 5-3 giây cái là đã phải là uốn chăn rồi, sưởi ấm rồi chứ không thể trụ nổi. Mỗi tháng nhà nước Việt Nam phụ cấp cho gia đình ông hơn 2 triệu đồng, tương đương với $120. Số tiền này nằm trong tổng số $50 triệu mà chính phủ Việt Nam chi ra hàng năm để khắc phục hậu quả của chất độc da cam. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh mà chúng ta vừa xem có thể nói chỉ là ví dụ nhỏ minh họa cho khoảng 3 triệu người Việt Nam phải hứng chịu nỗi đau da cam do chất độc dioxin gây ra. Chất độc này có ở trong hàng chục triệu lít chất lỏng mà quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng ở Việt Nam trong thời gian khoảng từ 1961 đến 1971. Có đến hàng chục công ty hóa chất của Mỹ sản xuất và cung cấp loại chất lỏng này cho quân đội Hoa Kỳ. Chính bởi lẽ đó mà Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, hay còn gọi tắt là VAVA, đã gửi đơn kiện lên tòa án Mỹ 37 công ty hóa chất của Mỹ. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì tòa án sơ thẩm quận Brooklyn và tòa phúc thẩm số 2 Hoa Kỳ tại New York đã đều bác đơn kiện của VAVA. Vào ngày 6 tháng 10 vừa qua thì Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam VAVA đã gửi đơn thỉnh cầu lên tòa án tối cao Mỹ đề nghị xem xét lại phán quyết của tòa phúc thẩm. Có thể nói đây là một vụ kiện hết sức phức tạp và khó khăn. Chính bởi lẽ đó mà chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với luật sư Lưu Văn Đạt để hiểu rõ hơn về vụ kiện này. Giáo sư luật sư Lưu Văn Đạt nguyên là Tổng thư ký Hội luật gia Việt Nam và ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam VAVA. Và trước khi trò chuyện với luật sư Lê Văn Đạt thì chúng ta hãy cùng điểm lại những mốc chính của vụ kiện này tính đến thời điểm hiện tại. 16:45 chiều thứ Sáu ngày 30 tháng Giêng năm 2004, đơn kiện được gửi đến tòa Brooklyn vừa kịp trước khi tòa đóng cửa. Ngày 10 tháng 3 năm 2005, thẩm phán Weinstein bác đơn kiện của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Ngày 7 tháng 4 năm 2005, đoàn luật sư đại diện cho các nạn nhân Việt Nam nộp đơn yêu cầu tòa kháng án liên bang khu vực 2 ở New York xét xử lại và phủ quyết phán quyết của tòa sơ thẩm. Ngày 22 tháng 2 năm 2008, tòa phúc thẩm liên bang Mỹ tại New York đã ra phán quyết bác đơn kiện của các nguyên đơn phía Việt Nam. Tòa này đã y án sơ thẩm. Thay mặt cho thân chủ là các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, ngày 7 tháng 3 năm 2008, nhóm luật sư Mỹ đã nộp đơn lên tòa phúc thẩm Mỹ đề nghị xem lại việc bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân dioxin Việt Nam trong vụ kiện 37 công ty hóa chất Mỹ. Ngày 7 tháng 5 năm 2008, phán quyết toàn thẩm, bác đơn thỉnh cầu xem xét lại bản án ở tòa phúc thẩm. 11 giờ trưa ngày 6 tháng 10 năm 2008, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam chính thức nộp đơn thỉnh cầu lên tòa án tối cao Mỹ đề nghị xem xét lại quyết định của tòa án phúc thẩm trong vụ kiện của các nạn nhân đối với các công ty hóa chất Mỹ.